Thích kính chào quý vị khán giả đang theo dõi các tin tức trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, trường quốc tế Mỹ Việt Nam liên tục vướng vào những lùm xùm gây xôn xao dư luận. Theo đó, vì tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh xuống tiền cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí không đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến cho nhiều phụ huynh khóc ròng vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được nợ. Những lùm xùm ở trường quốc tế Mỹ Việt Nam AISVN trong thời gian qua gây xôn xao dư luận. Ngôi trường này từng gây chú ý hồi cuối tháng 9 năm ngoái khi bị nhiều phụ huynh tụ tập đòi nợ, số khác làm đơn kiện lên tòa án yêu cầu trả tiền và lãi suất. Đây vốn là số tiền phụ huynh cho trường vay không lãi suất, không tài sản thế chấp, chỉ thông qua hợp đồng vay vốn, bù lại con của họ được học miễn phí, trường sẽ trả lại số tiền vay khi học sinh tốt nghiệp hoặc chuyển trường. Tuy nhiên, khi việc học kết thúc, các phụ huynh này lại rơi vào cảnh mòn mỏi đi đòi nợ. Vừa qua, phụ huynh có con theo học trường này tiếp tục gửi cầu cứu đến cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh vì 1.400 học sinh đang bị thất học. Nguyên nhân là do chủ sở hữu trường không thanh toán tiền lương bảo hiểm xã hội cho giáo viên, khiến cho nhiều thầy cô không đi dạy. Đến ngày 20 tháng 3, dù có thông báo đón học sinh trở lại, nhưng có không ít tiết cả trăm học sinh phải ngồi căng tin vì không có giáo viên, điều này khiến học sinh hoang mang không biết là đến trường có được học hay không. Có người cho rằng để xảy ra sự việc này, ngoài trách nhiệm của nhà trường, sai lầm lớn còn đến từ phía phụ huynh. Phụ huynh đã sai khi quá tin tưởng vào nhà trường, không nắm được năng lực tài chính của trường nên không tính đến phương án rủi ro. Có người còn cho rằng phụ huynh không nên đặt tương lai của con mình vào một ván cờ may rủi với hàng chục tỷ như vậy. Tại sao phụ huynh không gửi tiền ngân hàng lấy lãi chi trả học phí cho con? Điều quan trọng nhất, phụ huynh sẽ đảm bảo được vấn đề an toàn tài chính và có thể rút vốn bất kỳ lúc nào. Việc cho trường vay, thực chất là hình thức huy động vốn, như vậy không có gì đảm bảo ngoại trừ niềm tin của phụ huynh với thương hiệu của nhà trường. Nhiều người cũng cho rằng, phụ huynh cần cẩn trọng khi xuống tiền, bởi cho trường vay tiền như vậy chẳng khác nào cầm dao đằng lưỡi. Giao dịch chỉ bằng niềm tin, không tài sản thế chấp sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Tất nhiên các phụ huynh có tiền cho con học trường quốc tế chắc chắn cũng là những người giàu có, tư duy sành sỏi. Họ nhìn thấy lợi ích nên mới cho trường vay. Nhưng chính họ cũng không lường trước được nguy cơ trường khó khăn hay vỡ nợ, từ đó không thể thu hồi được tiền. Do đó, phụ huynh cần tỉnh táo cân nhắc xem xét các rủi ro trước khi thực hiện giao dịch, ký kết góp vốn huy động vốn. Có con đang học tại trường quốc tế một phụ huynh cho rằng, phụ huynh không nên tham lam khi nghe các quảng cáo đóng học phí 6 tháng 1 năm sẽ được chiết khấu 10-20% mà đóng tiền trước. Dù là học sinh chính khóa hay phụ đạo, đóng trước một khoản tiền lớn để được hưởng ưu đãi sẽ rất rủi ro. Tốt nhất con học tháng nào phụ huynh nên đóng tiền tháng ấy, tránh xảy ra chuyện trường rơi vào khủng hoảng tài chính, hoạt động dạy và học gián đoạn nhưng phụ huynh không thể đòi lại được tiền. Trong khi đó, số khác cho rằng trước khi quyết định cho con học trường nào, phụ huynh nên cân nhắc tìm hiểu các vấn đề về pháp lý, tài chính của trường bên cạnh yếu tố học phí, chương trình đào tạo một phụ huynh chia sẻ trường hoạt động tốt không sao nhưng nếu trường gặp khó khăn về tài chính không đủ kinh phí để duy trì vận hành việc học của trẻ bị đứt gánh giữa chừng khi đó để trẻ làm lại từ đầu sẽ rất khó khăn bởi học sinh phải thích nghi lại môi trường và lối dạy học vốn không phải là điều dễ dàng thưa quý vị được biết học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam đóng học phí hàng trăm triệu đến gần một tỷ đồng một năm tuy nhiên hiện tại trường không có khả năng chi trả lương cho giáo viên nợ tiền phụ huynh và hàng nghìn học sinh phải ngừng học Câu chuyện tại trường quốc tế Mỹ không phải mới xảy ra lần đầu. Cách đây 6 tháng, sự việc bắt đầu khi một số phụ huynh đến cổng, Căng Bang Rôn yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường là bà Nguyễn Thị Út Em phải trả nợ. Vấn đề này xuất phát từ việc phụ huynh và nhà trường cùng ký hợp đồng vay vốn. Phụ huynh cho nhà trường vay từ vài tỷ đến chục tỷ số tiền theo cấp học của con, không tính lãi suất trong suốt thời gian nhà trường đào tạo học sinh. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập trong trường với mức phí là không đồng. Khi học sinh hết thời gian học tập, chuyển trường hoặc nghỉ học vì lý do sức khỏe, trường quốc tế Mỹ sẽ hoàn trả số tiền đã vay trong thời gian nhất định. Thế nhưng đến hạn trả tiền trường vẫn không hoàn trả, khiến nhiều phụ huynh tập trung tại cổng đòi nợ, số khác làm đơn kiện lên tòa án yêu cầu trả tiền và lãi suất đơn cử như ông Hát quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, cách đây 8 năm, ngày 9 tháng 7 năm 2015, trường đã ký hợp đồng vay vốn với gia đình ông. Hợp đồng này do vợ ông đứng ra làm đại diện với số tiền vay là 2 tỷ 619 triệu 600 ngàn đồng, tương đương 120 ngàn đô. Hai bên có ký phụ lục hợp đồng về việc thỏa thuận trường sẽ hoàn trả cho phụ huynh số tiền theo mức trượt giá, theo đó lấy tỷ giá đồng đô Mỹ làm chuẩn. Việc gia đình đồng ý ký hợp đồng cho trường vay không lãi là để con của ông Hát được theo học không phải đóng học phí và trường sẽ hoàn trả số tiền sau khi học sinh tốt nghiệp trong vòng 30 ngày. Đến ngày 30 tháng 5 năm 2021, con của ông Hát đã hoàn thành khóa học, sau đó gia đình đã yêu cầu trường hoàn trả đủ số tiền cho vay theo đúng thỏa thuận đã ký. Sau rất nhiều lần yêu cầu được hoàn trả tiền, đến ngày 17 tháng 11 năm 2021, phía nhà trường mới ra văn bản có nội dung cam kết hoàn trả gói đầu tư với thời hạn hoàn trả bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, mãi đến ngày 12 tháng 5 năm 2022, gia đình ông Hát mới nhận được số tiền hoàn trả là 658.417.000 đồng, tương đương 30.000 đô. Như vậy tính tới ngày 14 tháng 8 năm 2023, trường vẫn còn nợ chúng tôi là 2 tỷ 070 triệu đồng, tương đương 90.000 đô, tỷ giá 23.000 đồng một đô và tiền lãi và phạt là 626 triệu 175.000 đồng, tổng cộng là 2 tỷ 696 triệu 175.000 đồng. Hay trường hợp chị Mai, huyện Nhà Bè, có con học lớp 8 tại AISVN cho trường vay hơn 3 tỷ, tháng 6 năm 2022 có gái chị Mai hoàn thành lớp 12. Cuối tháng đó, nhà trường gửi email cho phụ huynh đề xuất thời gian hoàn trả số tiền. Dù đưa ra kế hoạch hoàn trả tiền cho chị Mai trong 3 lần, nhưng trên thực tế trường quốc tế Mỹ Việt Nam mới trả cho chị được một phần nhỏ số tiền. Trực tiếp làm việc với chị Mai giữa tháng 9 năm 2022, bà Nguyễn Thị Út Em đã ký văn bản cam kết hoàn trả gói đầu tư với nội dung xác nhận con nợ số tiền còn lại và cam kết hoàn trả cho chị Mai làm hai đợt. Dù đã ký cam kết nhưng đến đầu tháng 10, trường quốc tế mới trả cho chị số tiền 20.000 đô. Phụ huynh đã kiện ra tòa nhưng từ đấy đến nay, phía trường quốc tế Mỹ chưa hoàn trả cho chị Mai thêm bất cứ đồng nào. Rất nhiều phụ huynh khác cũng rơi vào trường hợp như anh Hát và chị Mai và đã làm đơn khởi kiện ra tòa. Nhưng đến nay thì họ vẫn chưa được nhà trường trả lại tiền. Phía AISVN lúc đó thừa nhận khoản nợ học phí thực chất là số tiền đầu tư giáo dục nhà trường ký kết với phụ huynh thông qua hợp đồng đầu tư giáo dục và sẽ được hoàn trả lại sau 5-15 năm học sinh theo học tại trường trước đây nhà trường cung cấp chương trình đào tạo chính khóa miễn phí cho học sinh và hoàn trả số tiền đầu tư giáo dục đúng hạn tuy nhiên thời gian sau này trường gặp nhiều khó khăn nên chậm trễ trong việc hoàn trả cũng như chưa có kênh thông tin trao đổi kịp thời đến phụ huynh nhà trường cũng đưa ra một kế hoạch tái cấu trúc và cam kết sẽ trả dần cho phụ huynh Ngày 17 tháng 3 vừa qua, nhà trường đã tổ chức họp với phụ huynh để tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết tình hình khó khăn về tài chính, dẫn đến việc không thể trả lương đầy đủ và đúng hạn cho giáo viên và nhân viên trường. Hai bên đã tìm kiếm các giải pháp khác nhau, trong đó giải pháp vận động phụ huynh tiếp tục đóng thêm tiền để ủng hộ nhà trường AISVN gặp nhiều khó khăn và gần như không khả thi. Thông tin từ phụ huynh cho hay, một phụ huynh đã tìm kiếm được quỹ đầu tư khẳng định sẽ xúc tiến với tổ chức tài chính ngắn hạn, đầu tư khoảng 200 tỷ với đề nghị sẽ sở hữu 20% cổ phần trường AISVN. Quỹ đầu tư này đã tìm hiểu tình trạng của trường và chấp nhận cùng đồng hành chia sẻ các khoản nợ hiện hữu của trường câu hỏi đặt ra là tiền của aisvn đã đi đâu để rơi vào khó khăn tài chính bởi với mức học phí như hiện tại doanh thu từ học phí của nhà trường tính trên số học sinh hiện tại sẽ lên đến hàng trăm đến nghìn tỷ một năm số tiền này đã được đóng trước hoặc đóng đúng hạn chưa kể số tiền nhà trường ký hợp đồng với phụ huynh nhiều năm nay trong đơn, phụ huynh gửi các cơ quan chức năng thông tin, hơn 90% gia đình đã đóng tiền đầy đủ cho con mình theo học hết cấp 3 ở trường AISVN dưới hợp đồng cho vay hoặc hợp đồng góp vốn đầu tư. Tổng số tiền đã đóng vào hay nói cách khác là đã huy động đang nợ phụ huynh lên đến hơn 3.200 tỷ Việt Nam đồng. Một phụ huynh có con học lớp 2 và 4 ở AISVN cho hay, sáng nay chị vẫn cho con tới trường, nhưng các học sinh vẫn rơi vào tình trạng như hôm qua đó là ngồi căng tin, chơi tự do vì không có giáo viên để giảng dạy. Nhiều phụ huynh đề nghị nhà trường nhanh chóng quyết định việc đầu tư của các quỹ đầu tư để giải quyết vấn đề tài chính, trả lương cho giáo viên, để giáo viên quay lại trường giảng dạy. Các phụ huynh cũng muốn biết tiền phụ huynh đã đóng góp, tiền học phí đã đi đâu, tiêu dùng như thế nào. Họ cho rằng việc nhà trường mở cửa hiện tại chỉ để đối phó dư luận, nhưng như vậy là đang đẩy con trẻ vào tình trạng không được học tập. Hiện vụ việc này vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận, những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin được kính chào tạm biệt.